Tát ở chỗ trong này nè, mở cái này ra, chủ nhà người ta thọc cây vào trong này, thọc cây vào trong này. Xin chào mọi người, thì trong video này Đạt xin chia sẻ một cái vấn đề rất là quan trọng khi xây dựng nhà, đó là cách đi hệ thống điện nước sao cho nó tiêu chuẩn và nó bền lâu. Đối với công ty mình á, thì khi xây dựng một ngôi nhà luôn luôn hướng về một cái hướng gọi là làm sao cho chủ nhà người ta xài bền và lâu năm này, không bao giờ phải bảo hành bảo trì thường xuyên này. Khi mà sự cố xảy ra thì người ta có thể tự mình có thể xử lý được mà không cần phải nhờ đến các cái chuyên gia về điện về nước, thì lúc đó sẽ vừa tốn tiền tốn sức cho mọi người. Thì đối với cái hệ thống ống của mình ở đây thì mình xin trình bày cái thứ nhất á, là đối với những cái khúc cua như thế này thì bên mình đều là sử dụng bằng cái lơi hết nha mọi người. Tuy thì nó sẽ tốn tiền gấp đôi so với cái co, nhưng mà nước nó sẽ đi theo cái chiều này đó, thì thành ra là cái nước của mình nó không bị gấp khúc gấp, nó không bị gấp 90 độ nên nó sẽ không bị kẹt ống, bị mắc những cái cặn ở ngay chỗ đây. Còn cái thứ hai á, mọi người có thể thấy ở đây là bên mình á, thường bố trí cái này là thoát. Một cái phòng nhà tắm mình sẽ làm hai cái phễu thoát, một cái phễu thoát này á, là sử dụng cho cái khu vực tắm. Thì đối với khu vực tắm á, thì toàn bộ nước tắm nó sẽ chảy về đây mà nó sẽ không chảy qua bên cái khu vực này, là khu vực lavabo này, ở trên này là, ở đây là lavabo này, ở đây là bồn cầu này, thì nước nó sẽ không tràn qua khu vực này. Thì thí dụ như một người họ đi tắm rồi, trong cái một lát sau có người họ vô họ đi vệ sinh hoặc đi rửa tay mà cái phòng vệ sinh mình nước nó lỏng bỏng thì họ rất là khó chịu. Sử dụng cái chống hôi ấy nha mọi người, nước nó luôn luôn đọng ở chỗ này nè, đó, nước nó luôn luôn đọng ở chỗ này, thì thành ra là nước để đọng luôn chỗ này thì nó sẽ không có bay mùi hôi từ cái chỗ này, nó bay lên trên sàn, bay lên một sàn, và chắc chắn 100% là mùi hôi trong cái ống này nó sẽ không bay lên sàn nha mọi người. Còn cái thứ ba ở đây á, là bên mình đối với cái ống thoát sàn này cũng luôn luôn sử dụng cái thông tắc này mọi người. Ví dụ như bị lát ở chỗ này á, thì chủ nhà người ta có thể tự mở cái này ra này, đun cái cây vào thông tắc, thông cho nó chạy vào đây. Về cái phần bảo hành bảo trì khi mà sử dụng á, thì chủ nhà người ta vẫn tự có thể làm được mà không phải nhờ đến cái đơn vị là chuyên thông tắc bồn cầu. Cụm treo nè, đối với bên mình á, cụm treo á, luôn luôn treo cụm này, tại vì khi mà sử dụng á, nước nó chảy thì nó có thể có độ rung thì nó sẽ ảnh hưởng đến mấy cái vết nối, mấy cái vết keo này, ti này, treo này mọi người. Đó, chắc rất là chắc chắn mọi người. Mọi người có thể thấy là rất là chắc chắn này. Bên này bên mình cũng ti này. Đây là cái chỗ này là hệ thoát sàn và cái bồn hoa bên mình cũng ti rồi đầy đủ nè mọi người đó. Đó, còn cái chỗ này là tầng lơi nè mọi người. Đó, lơi. Đây là hai cái lơi nè, thay vì người ta làm cái co ở chỗ này thì mình sẽ làm hai cái lơi chỗ này. Tuy nó gấp đôi cái số tiền nhưng mà về cái nước á, dòng chảy nước nó sẽ đi đúng rồi. Đó, nó đi cong như vậy. Còn mình đi một cái co là nó đi gấp khúc như này, nó sẽ động nước hoặc là nó sẽ động rác hoặc là động cặn ở chỗ này thì ảnh hưởng đến cái tốc độ chạy và với lại nó bị động rác sau một thời gian sử dụng nha mọi người. Đó, mọi người thường thấy là bên mình đều đi lơi hết rồi mọi người. Thay vì chỗ này đi có co thì bên mình sẽ đi lơi. Đi lơi thì nó sẽ tốn gấp đôi tiền, nhưng mà đi lơi như này nè. Đó, chỗ này đi lơi nè. Đó, dòng nước của mình nó sẽ không bị tắc và nó sẽ khó bị gấp khúc, thì tốc độ dòng chảy nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Đó, đi co. Thì đây là cái khu vực lavabo với lại máy giặt này mọi người. Các bạn có thể thấy là vô trong cái phòng máy giặt á, tuy là thoát nước máy giặt thôi nhưng mà trong ống này nó vẫn hôi này, nên mà bên mình sẽ làm cái chống hôi ở đây, nước nó lại động ở chỗ đây thì luôn luôn cái ống trong này nó dù có thông lên bạn có làm hở đây lên nữa thì cái ống trong mình nó vẫn không hôi nha mọi người. Đó, toàn bộ là treo ti hết nha mọi người. Ti này 15 khoảng 10 mấy ngàn một cái á, bên mình vẫn đầu tư. Khi mà nó mắc rác ở chỗ trong này nè, mở cái này ra, chủ nhà người ta thọc cây vào trong này, thọc cây vào này hoặc là thọc cái ống nước vào xịt này, thông cho nó chảy vào đây. Đi ti hết nè mọi người, thông tắc bồn cầu này, đây là thông tắc phễu sàn này, đi lơi hết nha mọi người, không có đi co. Bên mình là không bao giờ đi co, không phải không đi co nhưng mà không đi co để mà cái chỗ này nó không có gấp khúc,